Bao nhiêu trong số các bà con đã bỏ Homix 4+1 thì comment số 1 giùm Khánh nào. À, bác nào đã xem video của ông Khánh rồi nhưng mà vẫn chưa bỏ Homix 4+1 của ông Khánh thì comment số 2 nhá. Hôm nay thì ông Khánh lại quay lại cái cây sầu riêng này, hôm trước này. À, đọt của bỏ sau khi bỏ Homix thì đọt đi rất chi là ok. Và hiện tại ra bây giờ hơn nữa là các bác nhìn thấy các cái đọt nách này đi rất ghê gớm. À, đối với trong cái giai đoạn này quý bà con phải quản lý rầy tuyệt đối dùng em Khánh nhé. Như thế này là quý bà con phải bơm cho em Khánh một cử rầy. À, cái này thì em Khánh bơm rầy được chắc khoảng 7 ngày rồi. Chắc khoảng vài ngày nữa, 2-3 ngày nữa em Khánh sẽ bơm lại nha các bác nhé. À, quý bà con nhìn đọt nó đi này. Nhìn này, à, đi rất chi ok đúng không ạ? Đối với những khi mà đọt nó ra nhiều như mày mà nó nhú ra như thế này thì quý bà con dùm em Khánh, đó là đối với những cái cây kinh doanh á thì các bác đổ đạm cá mạnh dùm em Khánh, bộ đổ đạm cá dùm em Khánh. À, đổ đạm cá thật là mạnh, bên cạnh đó bỏ phân nở đổ đạm cá cho em Khánh để mình kéo cái cây đọt này ra cho nó dài ngoằng ra, cho nó dài ngoằng nó nhiều cặp lá dùm em Khánh. Còn đối với những cái cây tơ như thế này à, thì cứ sau em Khánh sẽ để cho nó hết cái đợt chồi này và đợt sau em Khánh sẽ bỏ cho nó, đó là humic lân lân để giúp cho nó được phát triển nhiều cái chồi nách hơn nữa để nó có thể đẹp hơn, cây nó tàn nó sum xuê nó đều hơn và nó mập cái cành này hơn. À, đối với những cây con nhé quý bà con nhá. Còn đối với những cây già thì cái cây sau cái cây này thì quý bà con cứ đổ đạm cá mạnh cho ông Khánh hoặc là đổ một số các cái dòng phân bón lá mà có vi sinh vật là càng tốt. À, em Khánh có rất nhiều những cái sản phẩm đấy nhá quý bà con nhá. Nhìn này, các bác nhìn cái đọt trên này đi kìa. Đấy đúng không ạ? Đấy, để có thể em níu xuống cho quý bà con xem ha. Đấy đấy. Bao nhiêu trong số quý bà con thấy cơi đọt nó cực kỳ ok thì hãy comment giống dùng em Khánh nào. Đó đúng không ạ? À, như cây này thì cũng đang bị kín nè. Nhưng ngày xưa thì kín có fibronin thì trị tốt, nhưng hiện tại bây giờ nó không có các cái dòng trị mối mọt và kín. Sau đó thì đợt tới đây em Khánh sẽ phun cái dòng thuốc sâu mà có khả năng trị kín nha quý bà con nha. À, đúng không ạ? Đấy, quay cái cây bên này cho các bác xem này. Đấy, mấy cây luôn. Đấy, đây là đối với những các cây con. Đấy, nếu như các bác nào mà đang trồng Humix mà các đang trồng cây con á thì tốt nhất là lấy cái Humix 4+1 của ông Khánh về xử lý nhá, dùng nhá. À, quý con nhìn này. Đấy, trồi này, quay sát vào cái nách này. Và cái điều mà rất chỉ quan trọng đó là trong cái việc mà khi mà cây con thì quý bà con phải dùm em Khánh, đó là dùm em Khánh là phải tỉa cành 4 tháng một lần, tỉa làm sao để cho cây nó tập trung, nó nuôi các cái cành chiến lược ở mình, các cái cành chiến lược này để sau này mình neo cá trái nha quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con rất chi là nhiều. Đừng quên bỏ cho em Khánh quả xẻ.